bạn ơi, chào tất cả các bạn nhá. Các bạn ơi, hôm nay là thứ tư rồi các bạn ạ. Ôi, hôm nay chị em mình dậy muộn thực sự luôn, trời sáng luôn lên này. Còn bây giờ mình sẽ khởi động tay chân thôi, không phải tí và đánh răng nữa. Chứ không phải không kịp đi học mất. Rồi, ok, giờ mình đi đánh răng đây. Mình sẽ đánh răng là một con. Ôi, vậy là mình đã đứng ra một mặt sau rồi. Giờ mình sẽ đi thay đồ các bạn ạ. Ôi, các bạn ơi, bởi vì hôm nay là thứ tư, phải mặc áo nhà trường, cho nên là mình sẽ mặc áo cam với cái quần này nhá. Đấy, áo cam này, áo cam cũ, cho nên màu nó hơi bạc tí các bạn ạ. Rồi giờ mình sẽ đi thay thôi nhá. Ôi, sớm thoát thời gian trôi, mình đã thay đồ xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi học đây. Đi nhanh, đi. Rồi chị em mình đi học đây. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi trưa nhé. Hello, chào các bạn ơi, chị em mình mới đi học về các bạn ạ. Và ta ra các bạn thấy gì không? Cái lồng màn. Không biết là cái gì đây, nhưng mà thấy đậy lồng màn à. Bây giờ mình sẽ ra xem là cái gì nhá. Nồi cơm đã được cắm rồi này. Để xem trong này có món gì đây. Ui, su hào, có su hào. Đâu, đấy là quả su su không phải su hào. Su su là món mình thích ăn nhất trong tất cả các loại rau quả. Đấy. Ui, đúng chuẩn mâm cơm gia đình luôn má. Ui, vừa đi học về 5 tiết khá là mỏi, nhưng mà về được nấu cơm dẫn cho hơi bị vui luôn, khỏe luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ ăn với tất cả các bạn nha. Ui, chưa, ăn cơm thôi các bạn ơi. Ổn này, có món ăn ngon lắm luôn các bạn. Ê Tú ơi, ngay đây. Em có ăn đâu gì? Sao ấy? Em mau ăn, sẵn mau ăn. Ok, đang giờ cơm em đi uống sữa. Trời ơi, tôi không ăn các bạn ạ. Thôi, một lần nữa. Mời tất cả các bạn nha. Xem cơm. Quà mời tất cả các bạn nha. Đấy, các bạn thấy cơm bốc khói. Su su này. Chấm với nước mắm. Su ăn rất là mát luôn. Không phải là ăn mát ở nhà mát đá mà là mát này là mát trong người ấy các bạn. Trong người nó còn có một chút vị ngọt của su su. Thịt luộc này nè. Đây. Ngon chưa?
Uầy, không hiểu vì sao mình cảm giác đồ ăn được món cho sẵn luôn luôn ngon hơn là mình muốn. Đúng rồi, thì nó ít đồ ăn nhiều. Mà thôi, em ăn nữa. Quá, các bạn nhìn thấy này. Đó, em mình còn có một năm mấy ngày tiết kiệm. Sao bên tháng rồi chị ạ? Sắp hết một nửa tháng còn lại. Mẹ bảo này cho nữa. Chiều nay mình được nghỉ các bạn ạ. Cái nhà chiều nay mình đi học. Mình nói kèm em đi nha. Nó là cái su su nó ngon lắm. Lúc trước mình ở trên quê nội mình Mộc Châu các bạn. Ăn su su suốt. Còn trồng cả hạt su su luôn. Nhưng mà bây giờ mới làm được cái su phải mua các bạn. Thế chẳng nhẽ su su rớt từ trên trời xuống. Hôm nay các bạn nhìn chị em mình ăn nhau không nhỉ? Nó không. Ôi, vậy là mình ăn xong rồi các bạn ạ, nó căng luôn. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ đi nghỉ ngơi trong một trường, mình sẽ lên tối đi học nhé. Hello các bạn, đấy, chiều nay mình được nghỉ. Em tối thì đi học cho nên là mình sẽ ở nhà. Dạy em lộn bài. Hình như quý á nhỉ. Được rồi. Bây giờ chị chỉ cho em đọc nhá. À, chữ gì đây? À, anh à. Còn nhìn cò a la sắc lá. Đúng rồi. Cò ơ cô huyền cò lá cò. Đâu có đâu mà đỏ lá cò đỏ. Đúng. Và ăn bao huyền cò sò ao sao. Lá cò đỏ sao. Ao ao đánh vần từng chữ đi. Ao ao sò ao sao. Lá cò đỏ sao vàng. Đánh vần chữ vàng. Và ăn bao huyền vàng. Ao ngờ ao. Và ăn bao huyền vàng. Lại. Và ăn bao huyền vàng. Không, đánh vật lại. A vàng. A ngờ. Ăn là ăn. Và ăn bao huyền vàng. Nhìn ơi. Lá cờ đồng sao vàng. Em bỏ cái này đi thì mới học được. Mẹ cho mẹ cho mẹ. Mẹ. Không baby, bắt đầu. Em nhớ dòng nào anh. À, lá cờ đỏ sao vàng. Đánh vượt chữ vàng đi. Và em giang nhìn vàng. Đọc, đọc phần hoài. A ngờ ăn. A ngờ ăn. Và ăn ăn nhìn vàng. Đánh vượt ạ. A vàng. Anh nhầm. Ông đi ghen nào. Đánh vượt đi vượt lại để tôi nhớ chứ. A ngờ ăn.
Vò ăn vang thuyền vàng. Vò ăn vang thuyền vàng. Đấy quần lại. Vò ăn vang thuyền vàng. Quần lại. A. A. Vò ăn vang. A ngò. A ngò ăn. Vò ăn vang thuyền vàng. Lá cờ đỏ sao vàng. U. U. Chữ N với chữ G của em đọc là ngờ. Nha. Nào, đọc nhìn chữ. Ngờ cao lại lên. U ngờ ung. U ngờ ung. Cờ ung cung. Đây không phải chữ cờ. Cờ ung cung. Đánh vần ạ. Cờ ung cung. Không. Thế như thế nào? U. Âu. U đĩa. Chị chỉ bằng cái đầu này này nó không biết ra. Ừ. Mà cái này nó phải à. Đầu này biết để đầu này phải tập phát. U gì? U là ung. Cò ung tung. Đúng rồi. Lá cờ đỏ sao vàng cung. Đánh vần tiếp. Ừ. A. A. Y. Y. A. Y. A. A. Y. A. B. A. Bay. B. A. Bay. Đánh vần lại. Lá cờ đỏ sao vàng ai. A I I. A I I. Bờ ai bay. Bờ ai bay. Ai ai. Bờ ai bay. Ai ai. Bờ ai bay. Rồi nào. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay. Tung. Tung bay. Ý cái này chỉ khứa tí. Nào. Các bạn ơi, giờ đã là hơn 5 giờ rồi các bạn. Và em Tú cũng đã đi học về. Bây giờ thì chị em mình sẽ đi tắm các bạn nhé. Kìa cơm mình đã hâm ghê rồi đó. Đấy, thế đồ ăn. Thì đồ ăn lúc trưa. Thì đồ ăn lúc trưa mình vẫn còn, cho nên là mình sẽ ăn lại. Và bây giờ chị em mình sẽ đi tắm.